Ok, chào tất cả bạn đến với BoChiTech nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn một cái bài rất là quan trọng khi mình làm edit kem. Đó là tạo cái template cho shop document và làm sao để hiển thị cái shop document nó trực quan và nó dễ dùng cho người sử dụng edit kem nhất, đặc biệt là hiển thị những thông số mà mình cần thiết. Là customize cái giao diện cho cái show document. Thì mọi người đều biết là cái bảng show document thì nó chính là cái bảng tư liệu về kế hoạch sản xuất và xác định các chương trình gia công, thì nó rất là quan trọng rồi. Thì trong bài này mình sẽ hướng dẫn mọi người để tạo ra một show document, sau đó tối ưu nó phù hợp với của bạn nhé. Ok, thì kết cấu của show document đó thì theo mặc định của cái tiêu chuẩn của Siemens thì mọi người có thể thấy nó sẽ như thế này, bố cục nó sẽ như này. Đây, bố cục của số document như thế này. Mọi người thấy là nó thì là một cái gạch này. Đó. Ở như vị trí đây chính là cái logo Siemens. Thì cái về bất cứ vị trí nào thì mình có thể là thay đổi và thành cái template của mình được nhé. Siemens thì mình thay đổi cái logo của mình, công ty mình chẳng hạn. Ok. Rồi cái nội dung trên cái code chẳng hạn đó, ví dụ như hôm trước có một số anh có hỏi là cái đường kính con dao mà nó hiển thị phía sau rất nhiều số không á, thì mình có thể là điều khiển bằng cái vị trí này. Rồi cái thành tiêu đề, thành text, rồi cái thuộc tính này cho cái chi tiết này, giữa ai là người thiết kế, ai là người kiểm tra, vân vân, ai gia công. Rồi thêm các cái text chữ này. Đó. Chỉnh sửa các cái cột này, các cái cột này thì mọi người thấy là nó sẽ là đi theo các cái biến nhé. Mom variable. Ví dụ các cái biến này thì mình phải phải học mình mới hiểu được này. Ví dụ cái biến này cho riêng đó là chương trình gia công. Đó. Rồi nó là loại gì? Ví dụ như máy phay, máy tiện, loại khoan vân vân, thì nó là năm type tên của nó rồi. Nên nó dùng máy gì để gia công, rồi sử dụng con dao gì để gia công nguyên công đó, nó thời gian bao nhiêu, thì mình xuất ra cái bảng này thì rất trực quan cho cái người mà vận hành thao tác máy, người ta sử dụng. Đi vào cụ thể thì mình sẽ xuất thử một cái file này cho mọi người thấy. Đây mình sẽ xuất của mình. Ví dụ mình sẽ xuất một cái tuần tuần giao nhé, theo cái file Excel. Ok đó, mọi người thấy này, nó sắp xếp rất là cụ thể. Ví dụ như giao, số thứ tự con giao này, trong các ổ giao, ổ số 1 hoặc 4 6, và đây là tên con giao đó. Cái này là một cái description cho con dao này, ví dụ con dao N-mil, 3-mil, đường kính của nó. Ok, đây là vị trí bù già, bù chiều dài, bù đường kính. Đây là các thông số của con dao, ví dụ chiều 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 dài lưỡi cắt này. Đây là vị trí cho vân vân, thì tất cả thông số này nhé. Ok. Thì cái ấy mọi người sẽ có thể là chỉnh sửa cái này thành template của mình được. Cho nên mọi người cứ yên tâm, đây là cái theo cái tiêu chuẩn thôi của Siemens. Ngoài ra có xuất bản nguyên công rồi nhé mọi người. Đó, ok. Đây là xuất bản nguyên công. Thì cái vị trí bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tạo cái template cho mình. Thì trước tiên là mình nên là tạo cho nó một cái, mình sẽ lấy cái tiêu chuẩn của Siemens và mình chỉnh chữ thành cái tiêu chuẩn của mình được chưa. Ví dụ như mặc định nó đang đang làm việc trong cái ổ C ấy, ổ cài của Siemens ấy. Thì bây giờ mình phải là tạo copy cái template của Siemens trong ổ C, sau đấy mình sẽ đưa nó tới một cái vị trí mà mình sau này cài nguyên mình không mất nó, để mình làm cái template cho mình. Thì cái mặc định nó đang làm việc trong cái template, nó là nằm trong ổ C này, Siemens này. Đấy 11 mask G-Shot, và trong phần shop doc
Đó, đây là cái folder mà nó đang làm việc trong cái phần mà mình làm việc cho shop đó của mình đây mọi người. Đây, mình định là Sales Program này, file cài vào đấy để shop đó. Đó, mọi người sẽ mua copy tất cả các cái folder của Cement này để mình lấy cái Cement, tiêu chuẩn Cement mà mình copy vào vị trí khác mình chỉnh sửa nhé. Ok, ở đây mình sẽ copy vào GOC, mọi người nên copy vào GOD hay OE gì đấy để tránh những trường hợp mình cài win nó sẽ mất nhé. Ở đây mình thử là copy giống hệt vào cái vị trí đó nha. Đây, ở đây mình để chưa chuẩn bị cho một cái folder là chứa cái chi tiết là mình đang làm đấy, thì cái này thì mình có thể gửi cho mọi người. Và một cái folder để output, mình xóa hết cái file này đi. Để khi mình xuất ra cái file output thì nó sẽ nằm trong đây. Ok, thì như vậy là mình đã copy ra ngoài desktop rồi, nhưng bây giờ làm sao để cho nó biết được là mình sẽ sử dụng cái folder ngoài desktop này. Thì mọi người nhớ là phải là cài đặt một cái môi trường, một cái bin để dẫn nó tới cái vị trí này nó làm việc. Thì mọi người vào Macromaster Private này. Đó, trước tiên là mọi người nên là copy cái đường đường dẫn này nhé. Mọi người copy cái shop đó này. Đây, mình copy cái đường dẫn mới của mình này. Ok, vào trong này mọi người sẽ tạo cho nó một cái biến cho phần environment đó. Ở đây mình đã có sẵn rồi thì mình sẽ edit lại cho mọi người thấy nhé. Đây, mọi người đặt tên cho nó là U2, UG2 này, cam này, chip chữ shop này, chip chữ dog này và chip chữ list. Rồi, embed cái đường dẫn của mình vào đây. Nhưng mà thêm một cái dấu gạch chéo cuối cùng nữa. Cái này là bắt buộc, nếu mà mình không không có dấu cho chéo này thì nó sẽ không sẽ lỗi cho mình, xuất lỗi cho mình. Ok, rồi khi đấy mình phải khởi động lại cái Enix, reset lại Enix nhé mọi người, tắt Enix rồi bật lại thì khi ấy nó mới nhận được cái vị trí mới, còn nếu mà không nó lỗi thì cái đấy là bắt buộc. Còn đây mình đã cài trước rồi cho nên mình không cần reset lại nữa. Thì bây giờ cái vị trí đấy chính là cái vị trí template của mình rồi, bây giờ mình chỉnh chỉ cái template đấy như nào thì bây giờ nó sẽ thành template của mình. Và cái thứ hai nữa là muốn hướng dẫn mọi người đó là xuất làm sao để có ra được cái file Excel nhé. Thông thường mọi người xuất nhưng mà nó sẽ không ra được file Excel mà nó ra một file text. File text thì nó sẽ khó cái chỉnh sửa hơn rất là nhiều. Đó, thì để chỉnh sửa được cái file xuất ra nó thành mặc định là file Excel thì mọi người vào shop đó. Mình chỉ chọn đó là trong cái folder là Excel template này. Có một file shop đó Excel mọi người tích vào đây. Đó. Mọi người sẽ tìm đến một cái câu lệnh mình cần cho ép đây, mình tìm nhé. Set Xcode gì đó, Xcode. Rồi mình chọn đây là E thôi nhé, mình nhập đây là E thôi. Rồi đây không phải nhé, cái vị trí tiếp theo này. Rồi đây vị trí tìm thứ hai của set E này, mình phin nó đó đến vị trí này. Thì cái này sẽ đưa cái đường dẫn của mình đến cái một file Excel để nó chạy cái file Excel của mình. Nếu đường dẫn sai thì nó chỉ chạy ra file text thôi, chỉ chạy file text thôi. Thì mọi người tìm đến vị trí này và mình tìm cái vị trí cái file Excel của mình. Excel 2017 thì nó sẽ khác Excel 2010 và cái vị trí nhé. Thì ví dụ cho mình máy của mình cài Excel 2007 thì mọi người sẽ tìm trong cái folder đó là OD này, OC. Sẽ có hai phần, đó là phần program file, nó cũng có Microsoft Office này. Đó, cũng xin 12 nhưng mà nó không có file excel.xe nhá. Mọi người tìm cái folder cài đặt của nó chính á, nó mới có cái file XE. Đây, cũng Microsoft. Đây, Microsoft Office. Đây có hai Office 12, 15 mình chọn này. Đó, trong đây mình chắc chắn nó phải có một cái file đó excel.xe thì mình copy cái đường dẫn này. Copy đường dẫn này. Đó, mình paste vào đây.
để nguyên cái chữ Excel phía sau nhé. Mặc định của nó là có hai cái dấu gạch chéo này này đó, nhưng mà mình xóa hết thì nó chỉ còn một dấu gạch chéo này thôi, tất cả một dấu gạch chéo này thôi. Ok, mình sẽ vào lại. Thì khi ấy mình xuất ra thì nó sẽ ra cái mặc định là một file Excel cho mình, đồng thời file text nữa. Nhưng mà mình sẽ chỉnh sửa cái file đó trong cái shop đốc của mình mà mình vừa copy ra, mình set cái môi trường cho nó nhé. Đó, ok. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cái phần đó, là mình set một cái môi trường mới để làm cái template cho mình. Thì trong video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn mọi người là cách chỉnh sửa cái template đó thành cái template của mình. Ok, chào các bạn mọi người.